Xin chào mọi người. Trong video này mình sẽ giới thiệu và báo giá cho mọi người các cái dòng máy khoan có pin đứng của các cái thương hiệu khác nhau. Đấy, những cái dòng pin đứng bây giờ nó rất là phổ biến rồi. Anh em cần những máy, thường là những cái máy to, máy 3 chức năng này hay máy pin 5 cell, máy 10 cell thì nó rất là to, làm cồng kềnh em mà bắt vít đấy. Thì cái nhu cầu sử dụng máy pin ở những cái công việc nhỏ gọn bây giờ là thực sự rất nhiều luôn. Anh em mua máy hỏi nhiều những cái mẫu 12V, mẫu 18V thì hôm nay mình sẽ xin phép báo giá cho mọi người. Thì đây nó chỉ có hai dòng chính thôi, một nó là dòng máy khoan đầu vít và một máy bắt vít và một dòng là máy khoan có chức năng vít đầu mang danh, thì nó rất là dễ dàng và dễ phân biệt ngay trên đầu thôi. Thì bên mình sẽ có ba loại khoan mang danh và hai loại bắt vít, thì mình tạm thời đây chia theo hãng và sẽ báo giá cho mọi người từng hãng một. Đấy, đầu tiên là những cái hãng có giá thành tốt nhất. Đấy, thì về giá thì dòng Hoka này mình đánh giá đang là có giá tốt nhất, chất lượng cũng khá là ổn. Dòng này là động cơ không chổi than, mã của nó là Hoka XC5. Đấy, dòng này là pin của nó là pin 4 cell nhá, pin to nhất ở đây. Các cái dòng khác còn lại chúng ta xem tiếp, pin sẽ là pin 3 cell. Thì sẽ mọi người cứ hình dung một cell pin của nó là 4.2 × 5 thì rơi 4,2 x 3 thì sẽ rơi tầm 12V, thì còn 4,2 x 4 thì sẽ rơi vào tầm 16V. Đấy, nhưng mà hãng người ta viết tròn lên là khoảng 18V. Thì đối với pin này là 18V này là dung lượng là 1.8A. Cũng tương đối là lớn rồi. Các hãng khác còn lại sẽ làm dung lượng rơi tầm 1,5 đến 2A. Thì đây là hãng cũng làm tập trung rồi. Thì đây là một trong những dòng mình đánh giá là có thông số rất là khỏe và phụ kiện cũng đầy đủ cho mọi người. Đấy, anh em nào làm thợ hay là gia đình chúng ta đều có đầy đủ cả. Những cái mũi khoan đây là những cái mũi khoan mũi bắt vít nhé, bắt vít hai cạnh bốn cạnh này, hay những cái mũi khoan sắt, mũi khoan gỗ đều đầy đủ cả, các cái đầu khẩu để anh em sử dụng cả việc gia đình hay làm thợ. Thì đây là một máy có thông số rất là khỏe, tốc độ không tải của nó ở đây là lên đến 2100 vòng cơ. Đấy, tất nhiên là những cái máy nhỏ gọn này lên tốc nhanh như thế thì dùng sẽ rất là khó. Thì dòng này có tốc rất là lớn là 2100 vòng và cái lực siết của nó lên đến 65 N. Dòng máy bên mình đã thử rất nhiều rồi, vẫn có hai cấp trượt, hai cấp nhanh và chậm này, tốc độ nhanh và chậm, có hai tốc độ đó là 760, đây là xin lỗi là 580 và 2100 vòng, có 28 cấp trượt và một cấp khoan. Đấy, dòng này chạy rất là khỏe luôn. Thương hiệu của Hoka, giá của nó là 750.000 một bộ, hai pin sạc và đầy đủ phụ kiện kèm theo và một hộp như này. Sạc của nó sẽ là sạc adapter sạc nhanh nhé. Sạc này của nó dung lượng là ở đây không ghi dung lượng, nhưng mình thông thường mình sẽ sạc rồi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đấy, sẽ đâu đó sạc của nó sẽ tầm 1.5A. Đấy, đây là dòng có giá thấp nhất của bên mình. Cái tiếp theo đó là dòng khoan. Cũng là dòng khoan nhé, chưa có dòng bắt vít. Dòng khoan của thương hiệu Yamasu, mã của nó là 6012. Thì dòng này là thiết kế máy hoàn toàn màu đen nhưng cầm rất là sạch. Cầm thứ nhất máy nó cầm nó phình ra nó gọn này, và cái máy màu của nó rất là sạch. Nhiều anh em cũng dùng máy này, dòng này. Thì thông số dòng này là sẽ là 0 đến 400 và 0 đến 1500 vòng. Lực siết của nó đâu đó khoảng 45 N. Mã là IMS6012. Thì dòng này là 950.000. Đấy, mọi người nhìn này, cái máy ngang của nó là tay to đúng bằng cái bàn tay mình luôn. Rất là nhỏ gọn, anh em đút vào túi quần ấy hay là leo trèo cái thứ vô tư. Cùng lắm chúng ta làm thêm cái dây để chúng ta đeo. Thì đây là dòng mẫu mới của Yamasu nhá. Dòng này là không chổi than. Dòng này là không chổi than, mẫu mới của Yamasu. Đấy, thế còn mẫu cũ của Yamasu là dòng có chổi than, dung lượng pin thấp hơn là chỉ có 1.0A thôi, trong khi dòng này là 2.0A. Thì mọi người lưu ý là bên mình đã có một cái video review và so sánh rồi. Mẫu cũ thì giờ nó không còn nữa. Thì cả bộ của nó sẽ gồm có một cái túi đựng của Yamasu này. Túi này đựng được ít nhất ở 5 máy cùng kích thước như này. 5 máy cùng kích thước như này và có hai quả pin, một cục sạc. Sạc này thì là sạc thông thường thôi, tuy nhiên cũng rất là sạc không có nhanh cho lắm, nó là 0.5A. Mọi người sạc quả pin này mất cũng tương đối lâu, nhưng mà đổi lại máy và chính sách bảo hành rất tốt. Máy của Yamasu đều bảo hành 12 tháng nhé. Đấy, tiếp theo báo giá cho mọi người hai cái dòng này, đó là cùng một của hãng của Tosen. Dòng này là cũng khá là hot, tuy nhiên là thương hiệu Tosen thì nó sẽ đắt hơn so với những thương hiệu khác. Đây là dòng máy khoan của Tosen, mã là 79036 này, giá của nó là 1.150.000. 1.150.000 sẽ gồm có hai pin, pin của nó là pin 12V 1.5A và pin này cũng có mã riêng để mọi người mua pin thêm. Đấy. Thông số của nó thì có hai thông số chính, đó là tốc độ không tải 0.400 và 0.1400, được siết 28 N. Thì thực sự con này giá nó đắt, nhưng mà mọi người sẽ hỏi sao giá nó đắt mà thông số của nó thấp hơn sau hai con kia, thì thực sự nó nằm ở cái này, nó nằm ở thương hiệu. Đấy, con này là có chổi than nhé. Đấy, có chổi than thường thường nó sẽ giá thành nó sẽ thấp hơn những dòng không có chổi than nếu mà về cùng thương hiệu, cùng thông số.
Tuy nhiên là về cái thương hiệu của tô xe này, nó làm cho cái máy đắt đấy, 1.150.000. Đắt thì đắt so với cả những cái dòng mình vừa báo giá thôi, chứ còn thực sự so với những hãng trên thì không hề đắt đâu. Tô xe thì nó là một thương hiệu xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc rồi. Đấy, mã của nó đây nhá, 79036, nó chỉ được cái hộp cắt tông nhỏ như này thôi, không được hộp đàng hoàng đâu. Cái tiếp theo đó là dòng máy bắt vít. Thì đây là một mẫu thực sự là best sale của bên mình luôn. Từ trước đó là mẫu 79025, thì bây giờ đổi lên thành 79037. 79037 anh em mua rất nhiều trên Lazada luôn. Thực sự, đầu của nó là đầu bắt vít 1/2 này. Máy này cũng là máy có chổi than. Đấy. Hơi tiếc một chút, những máy bắt vít này mà không có chổi than mà tầm giá 1 triệu, 1 triệu rưỡi này thì thực sự là rất là đáng tiền. Đấy. Ông có chổi than nhá, của Tosen giá là 1.350.000, một bộ hai pin sạc. Đương nhiên là pin vẫn là pin 1.5A rồi. Đấy, tốc độ không tải thì đây là một trong những dòng máy 12V 12V có tốc độ lớn nhất trên thị trường. Đấy. Dòng trước của nó 79025 tốc của nó là 2.400 vòng thôi, bây giờ lên là 2.800 vòng. Đấy, lên khá là nhiều, lên thậm chí cao hơn mẫu DCA và những cái mẫu DWAT chính hãng. Đầu là 1/4, 6.35 và lực đập là 3.100 vòng lần. Pin 12V có chổi than. Dòng này thì cực kỳ khỏe và mình đã test với một quả pin như này rồi. Một quả pin như này là bắt đâu đó được được 100 vít, pin 1.5A, tức là hai quả chúng ta bắt được một túi luôn. Ok. Và đến máy còn lại thì chúng ta có máy của thương hiệu DCA. Đây là một thương hiệu tầm trung nhưng mà tao gọi là tầm trung cao cấp đi. Đấy, ví dụ Hukan là tầm trung giá rẻ. Yamasu là tầm trung giá trung nhưng mà DCA nó là tầm trung cao cấp. Đây là mã của nó đây. ADBL02-8, mã này là thông số là 2.400 vòng, thấp hơn so với Tosen một chút nhưng không đáng kể. Lực đập là 3.000 lần trên phút, pin 12V. Tuy nhiên là dòng này sẽ sử dụng pin là 2A nhìn hơn Tosen. Thì cả bộ của nó sẽ gồm có một vali của DCA, thì bên mình là hàng chính hãng của DCA nên đầy đủ tem phụ này và có thể xuất VAT được nếu mà mọi người cần nhé. Mọi người mua cho công ty hay là đấy, mua cần hóa đơn thì cục sạc của nó cũng rất là DCA luôn. Đấy, anh em nào nếu mà đã từng tìm hiểu về DCA thì thấy được rồi. Đây là sạc của họ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, hai quả pin được nó như này. Pin 12V. Giá của nó 1.250.000 và được bảo hành là 6 tháng. Dòng Tosen cũng bảo hành 6 tháng. Duy nhất có cái thằng Yamasu này là bảo hành là 12 tháng thôi. Đấy. Thì mọi người dùng cái máy bắt vít này, mọi người cần tìm hiểu thêm thì có thể là tìm xem từng video kỹ của bên mình hoặc là chúng ta gọi điện lên cửa hàng số hotline mình có ở dưới 0966 999 086. Đây nhé, mình xem qua 5 cái dòng này. Đấy. Rất là nhỏ thôi, cân nặng thì loanh quanh đó 1 cân thôi. Chứ bên mình cũng chưa cân chính xác đâu. Hai dòng này thì cân rồi này là 1 cân, còn những 3 dòng khoan này thì mình nghĩ loanh quanh cả pin là 1 cân để chúng ta thao tác và leo trèo rất tốt. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.